Cùng mình set up lại cái chuồng baby nuôi trong nhà nha. Không có ánh mặt trời thì đương nhiên phải có một cái đèn UVB nè. Mình sẽ dùng cái chai này để xịt khuẩn sơ cho cái chuồng. Bên dưới chuồng mình sẽ lót bằng một lớp gỗ thông. Cái loại gỗ thông này dễ mua lắm nha mọi người. Mọi người có thể tìm ở bất cứ đâu để mà mình mua nha. Rồi tiếp tục dùng cái chai đó xịt khuẩn lại thêm một lần nữa. Cái chai này thì có trong giỏ hàng của mình, mọi người cứ liếc vào nha. Đương nhiên là không thể thiếu một khay nước và khay đựng thức ăn rồi. Quan trọng là phải có bếp để bỏ vô nữa nha mọi người. Đây mình có được vài bé albino vàng óng ánh, bây giờ mình sẽ bắt mình bỏ vô trong cái chuồng. Dòng này thì dễ thương cực kỳ nha mọi người. Người chơi hệ phong thủy là hết bài luôn đó. Hiện tại mình có được mấy bé thôi. Mọi người có thích thì cứ việc nhắn tin cho mình nha.